Hello, hôm nay người nông dân trồng lan xin mời các bác đi thăm cái ông hàng xóm nhà tôi. Ông ấy trồng lan và xem cái vườn lan, ngắm vườn lan của ông ấy như thế nào các bác nhé. Thứ nhất là bác ấy trồng là một là rất là đa dạng các loại mặt hoa. Hiện bây giờ cũng rất nhiều hoa để mà ngắm ở trong vườn. Cái thứ hai nữa là bác ấy có cái cách chăm sóc mà cây lan rất là phát triển rất là tốt, thì chúng ta cùng ngắm lan và chúng ta tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà lan của bác ấy khá là mướt mắt các bác nhé. Trước mắt các bác đây là một giò kèn, hoàng thảo kèn. Thì hoa đang rất là đẹp. Cái hoàng thảo kèn này, cái bông hoa của nó hội tụ từ cả về phi điệp mà nó cả về gọi là đùi gà. Tôi thấy nó cái na ná giống như vậy. Màu sắc thì cũng rất là đẹp. Nó có cái đặc trưng nó là có một cái lưỡi ống. Đấy, lưỡi ống rất là lạ mắt. Đấy. Mà chơi loại này thì khá là khó ở đồng bằng, nhưng bác ấy trồng cũng ra hoa và rất là tốt, chứng tỏ là bác ấy chăm rất là tốt các bác ạ. Đấy, thì trong cái giò lan ấy thì nó mới nở thì hình như là nó màu nó đậm hơn thì phải. Đây, giả sử như là cái chùm bên này. Đấy, cái chùm này thì đấy, cái chùm này thì đấy nó lại tím hơn này, đỏ hơn này. Thế còn cái chùm mà vừa nãy chúng ta xem đây thì nó lại nhạt hơn một chút. Đấy, thì mới nở thì đậm hơn tí mà. Đấy, cái này thì nhạt hơn tí. Đấy, mà cùng một giò nhé, cùng một gốc. Thế thì cái dòng hoàng thảo kèn này trồng ở đồng bằng là hơi khó đấy các bạn. Thực ra là cái lá nó dòng lá mỏng cho nên là lá nó rất hay bị khô đầu lá, nó có thể là do cái tính chất của lá này, xong là ảnh hưởng về nhện đỏ là nó bị cái bệnh như thế này. Thế và như tôi trồng thì tôi không thành công, chưa thành công, tại vì đến năm thứ ba là nó mất mất giống luôn. Cây nó cứ ngắn dần, năm thứ hai ngắn dần, cây nó thứ ba, năm thứ ba là nó mất luôn. Nhiều bác đấy trồng thì thấy vẫn được, chứng tỏ là lại phải học hỏi xem là kinh nghiệm của bác ấy như thế nào. Đấy, trồng hoa được ngắm sung sướng, mình thì lại bị chết. Đấy, thì thưa các bác, là đúng là các cụ có nói là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Hai nữa là câu thứ hai là ở nhà thì nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Ở vườn nhà mình thì mình cảm thấy thế cũng ổn ổn rồi, nhưng mà nếu mà sang hàng xóm thì đúng thật là lại là một trời một vực các bác ạ. Đấy, cho nên là cái cách chăm sóc của mỗi vườn nó khác nhau. Đây, mời các bác ngắm cái hai cái thân hạc vĩ đi nhé. Đấy, dòng hạc vĩ. Đấy, lá vẫn còn rất là nhiều ở trên thân nhưng mà hoa thì đã nở rực rỡ rồi. Dòng hạc vĩ thì nó thuộc dòng thân thòng, trong nhóm thân thòng gọi là hạc vĩ phi điệp long tu ấy, ấy là nó có cái sự thả giống này, nhìn nó duyên dáng. Theo tôi thì nó duyên dáng và nó đẹp hơn so với chúng ta muốn làm cái hình thức khác, có nghĩa là dựng hay là cong hay gì gì, như thả này nhìn nó thành một cái dây hoa, nhìn vẫn nó uyển chuyển hơn mà nó đẹp hơn. Không biết các bác có ý kiến về cái thòng này nó như thế nào. Đấy. Đây ông chủ vườn lan chơi nó vô cùng lắm. Đây là ông vườn lan này, ông chủ vườn lan này ông chăm tốt lắm. Lan bây giờ phi điệp vẫn còn chưa thèm rụng lá nhé, nhưng đã ra hoa ấy. Đi mà đi ngọn. Vẫn còn đang đi ngọn thế mới tài. Bác cái rất là chịu khó, phải nói là ngoài cái thời gian kinh doanh xong thư giãn một chút là bác ấy chỉ có ra vườn lan và vườn cây cảnh là lúc nào cũng có cái kéo đi nhìn những cái gì là cắt cắt tỉa tỉa, nhìn
rất là hứng thú, có nghĩa là ngoài cái công việc chính thì những cái công việc này là cái thú chơi để mình thư giãn trong cái lúc mà nhàn rỗi. Các bác nhìn những cái giò kiếm này, bản lá nó phải lên đến 6-7 phân. Ở trên giàn nhà bác ấy thì trồng đầy cái hàng cái phi điệp này sắp nở rồi, chắc hàng lai sắp nở rồi. Thì cái mùa này là hàng lai nở rất nhiều các bác nhé, nở gần như hết trong cái dịp này. Nở vào cuối xuân là hàng lai là nở trước, còn hàng rừng cũng bắt đầu nở. Có dòng đen rô, dòng ở Tây Nguyên ấy là xuân ấy là nó nở rồi. Đấy. Đấy, dưới này thì kiếm này, đó là có những cái chậu kiếm khủng luôn. Ở trên thì lập cái tấm nhựa thông minh trắng ấy, còn dưới thì là một cái hồ nhỏ. Đấy, đây là bán ra xong bắt đầu là treo lan và đặt những cái chậu kiếm này nhìn rất là đẹp. Và hai nữa là nó cái độ ẩm, hơi ẩm ở trong cái hồ nước nhỏ này nó lên rất là tốt. Đây các bác nhìn cái đai châu, dòng lá mít đi, lá rất là to, bản to, rất là xanh. Bác ấy được cái chăm là sao nó xanh không các bác ạ? Đây có cái giò gì mà lá li ti này. Đây. Gà. Đây hồ điệp đây. Trồng vào chậu lớn. Chậu to ấy làm trồng 2-3 cây vào cái chậu lá xanh ngắt. Bác này bác ấy cũng thích cái món là này trồng chậu to, đấy chậu gỗ trồng chậu hồ điệp ấy ra hoa rất đẹp. Trồng chậu lớn này thì nó nhiều dinh dưỡng, nhiều giá thể, cho nên cái bộ rễ của nó là tung hoành trong giá thể, đi rất khỏe. Đấy, bắt mắt lắm. Đây là cái giò đùi gà như tàn hoa rồi. Kiều. Đấy, cả đen rô nắng này. Có nghĩa là vườn thì lúc nào cũng có hoa các bác ạ. Hết cái nọ để xọ sang cái kia. nhìn thích lắm. Đây, các bác nhìn cái giò gọi là hoàng lạp. Hoàng lạp, giò khủng to. Một số thì bác thì gọi là sơn thủy tiên, nhưng mà sơn thủy tiên theo tôi được biết thì cái họng nó thấm hơn. Đấy, kèn nó có kỳ. Đấy, lúc nào cũng thư giãn theo cái cách như này, nói thật là nhiều người mong ước các bác già được ngắm nghía rồi được tỉa tót rồi được chơi với nó không nặng nề về một cái gì đó, nó sung sướng lắm. Hôm nay thì đến vườn nhà bác ấy, chúng ta cũng phải chia sẻ với tí. Bác cũng đang chia sẻ về cái cách đánh như các bác nhìn này. Những cái giò lan của bác ấy rất là to. Phi điệp nhá. Giò cực to là một. Cái thứ hai nữa là lá này. Đến thời điểm này bây giờ là bao nhiêu tháng 3? Gần hết tháng 3 dương rồi. Đấy, thế mà lá vẫn còn nguyên này. Thân vẫn còn mướt này. Thậm chí còn vẫn còn đi ngọn này. Đấy. Các bác ngắm có gọi là có phê không? Rất là phê. Đấy, và tí đây, ngọn thân rất là mập. Và cái điểm này với là cái điểm mấu chốt này, đặc biệt này, chúng ta phải học hỏi này. Các bác nhìn này, không hề kích, không hề có những cái tăng trưởng gì đấy mà mầm nó như thế này. Các bác nhìn nó có sướng mắt không? Chỉ ngắm thôi nó đã sướng rồi chứ không nói gì. Đấy. Tuyệt vời. Và bí quyết gì ở đây? Ta phải hỏi bác cái tí nhỉ. Thế là cái này là xốp ở dưới này. Xốp vỏ thông, ít xốp. Xong bắt đầu đến vỏ thông này. Xong là cho đến phân à? Dạ. Xong ở trên này bỏ thông đúng không? Đấy rồi. Xong là phân mấy sao có rác ở trên nữa? Có.
gắp phân lên xong rồi phủ vào sơ dừa ấy. Rồi, rồi. Tuyệt vời. Cái này được bao nhiêu đồng gốc? Cứ mang thân thân. Cứ mang, mang thấp thấp đếm. Bao nhiêu thân và bao nhiêu mầm gốc? Thân là có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thật to bé là 6. 6 mà đi. Mầm gốc bây giờ là 1, được 9 này. 1, 2, 3, 4. 10 này. 11, 12, 13, 14. 4, 14. 11, 12, 4, 15. 15 cái mầm gốc. Mà có 2. 6. 4. 6. Xương. Mầm gốc thì nói là tuyệt vời. Toàn đẻ đôi. Bà này sinh ba này anh. Đấy. Không phải kích thích kiếc gì cả. Không phải phun viếc gì cả. Lá vẫn to. Vẫn. Lá còn chưa rụng hết. Vẫn còn nguyên. Không, thế là chứng tỏ là vẫn là chăm sóc là nó phải không phải là một lúc nào đó mà nó phải cả một quá trình. Có nghĩa là trong cái mùa đông ông phải cũng phải rất là nhiều dinh dưỡng đúng không? Này nó cũng dày chi chít gì. Đây cũng để ăn cho ông nhiều chất với nhau. Đây cái này đi. Đấy. Em vừa rồi em vừa chăm thì giờ nó toàn lắm rồi. Nhưng mà có nghĩa là cái lực của nó là lực từ trong năm chứ không phải. Nó có sẵn ở trong nó ấy có sẵn rồi. Chứ không phải là đến gần đến lúc mầm gốc bắt đầu với làm chăm sóc cái nọ kia rồi là lúc ấy không kịp. Đấy là thưa các bác là qua trao đổi với bác chủ vườn thì chúng ta cũng ngộ ra một điều là thứ nhất là chúng ta phải chăm sóc cái cây mà nó khỏe mạnh, có cái đà từ trong năm. Có nghĩa là bộ rễ tốt này, cây khỏe mạnh này, phân bón đầy đủ này. Thì cái cây nó đã tích trữ nhiều năng lượng ở trong thân. Khi nó ra một cái mầm, nó ra rất là mập và rất là to, rất là khỏe. Thế nên là cái này nó cũng là một cái mà chúng ta phải lưu tâm để chúng ta chăm sóc cây. Làm sao cho cái mầm của một cái năm mới là một cái tương lai của một cái năm mới nó sẽ phát triển vượt bậc như thế này thì phải nói là nhìn nó cũng đã mắt rồi, đúng không các bác? Thì hôm nay tranh thủ ngày chủ nhật cũng đi chơi thế rồi thăm vườn anh em và chúng ta cứ đi một ngày đàng học một sàng khôn các bác ạ. Cái gì mình chưa làm được thì mình học hỏi của bạn, của mọi người và chúng ta cùng chăm mầm lan cho nó tốt. Giờ người nông dân trồng lan xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn clip sau các bác nhé.